5 nhân vật tiêu biểu sinh ra tại Tây Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, nằm ở phía Tây Nam của vùng đất Đông Nam Bộ, Tây Ninh được ví như hòn ngọc thuần khiết và đầy thú vị. Trên mảnh đất Tây Ninh huyền thoại, lịch sử đã khắc ghi tên những anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử xin được tổng hợp 5 nhân vật tiêu biểu của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thượng tướng dày dặn trận mạc Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1921, mất năm 1999. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, bí danh Năm Ngà, sinh năm 1921 tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Từ một tiểu đội trưởng hoạt động độc lập, Nguyễn Minh Châu, bí danh Năm Ngà, trở thành một ông lớn từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với kẻ thù ở chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên suốt 2 cuộc kháng chiến. Tướng Nguyễn Minh Châu là vị chỉ huy trận đánh chiếm đồn Phú Hải ở Lầu Ông Hoàng bằng chiến thuật kỳ tập mở ra cục diện mới trên chiến trường Bình Thuận lẫn quân khu 6, rồi chỉ huy trận phục kích Đắc Pơ trên đường 19, bắt sống quan 5 sắp được phong tướng là Baros. Tập kết ra Bắc, Nguyễn Minh Châu có công phát triển phong trào thi đua Ba Nhất nổi tiếng trong quân đội. Về Nam, ông làm tư lệnh quân khu 6, tham mưu trưởng miền, tư lệnh đoàn 232. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông là tướng chỉ huy trực tiếp một trong 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sau đó, ông lại có mặt ở Phnom Penh đẩy lùi tập đoàn diệt chủng Pol Pot làm nghĩa vụ quốc tế. Tháng 6 năm 1981, sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ chiến trường Campuchia trở về, ông được thăng trung tướng, phó tư lệnh quân khu 7. Đến tháng 1 năm 1986, ông được thăng thượng tướng, tư lệnh quân khu 7, rồi phó tổng thanh tra quân đội. Tháng 5 năm 1988, ông được cử làm trưởng đại diện Bộ Quốc phòng tại Việt Nam. Ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 và khóa 6, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 7 và khóa 8. Ông được nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những vị tướng thuộc hạng ngũ khai quốc công thần. Không những với đồng cấp hoặc cấp trên mà đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, tướng Năm Ngà cũng là con người luôn xem trọng nghĩa tình. Từ một người lính trải qua máu lửa chiến trường trở thành một tướng lĩnh cao cấp, ông rất am hiểu tâm thế của người lính. Vị tướng này từng nói, không có ông tướng nào đem lại cho tôi sự khâm phục bằng hình ảnh người lính. Họ hồn nhiên, trong sáng, quả cảm, không hề biết run sợ trước cái chết. Và chính nhờ sự hy sinh to lớn của hàng vạn người lính mới sản sinh ra được những vị tướng. Yêu thương lính nên tướng Năm Ngà cũng được lính hết sức thương yêu và kính trọng. Cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang quân khu 6 trìu mến gọi Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, vị tư lệnh yêu quý của mình, là anh Năm Ngà. Cái tên đã gắn bó với bao nhiêu chiến công oanh liệt trên chiến trường khu 6 đầy gian lao và anh dũng. Họ kính trọng và tôn vinh ông là người anh cả của mình bởi đức độ, tài năng và sự đóng góp to lớn của ông đối với trang sử vẻ vang của các lực lượng vũ trang quân khu 6. Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, sinh năm 1927, mất năm 2014. Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, tên thường gọi là Út Thới, sinh năm 1927, tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trước đây, ông từng theo học một trường của Pháp, nhưng vào trường rồi, ông càng thấy rõ hơn nỗi nhục của người dân mất nước. Chính vì vậy, ông đã từ bỏ tất cả để đi theo cách mạng, hăng hái tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu năm 1945. Sau đó, ông gia nhập lực lượng thanh niên tiền phong rồi trở thành thành viên của tổ chức vũ trang Trị đội 12 thuộc tổ chức Liên quận, lập phòng tuyến mặt trận Suối Sâu, chiến lũy địa đầu của tỉnh Tây Ninh, chặn đánh địch. Những trận thử lửa khốc liệt ở phòng tuyến này đã tôi luyện cho cậu bé Út Thới bản lĩnh gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong cách đánh. Nhờ giác ngộ và tham gia các phong trào cách mạng từ rất sớm, ông được Bộ Tổng tham mưu đưa về đào tạo cấp tốc những kiến thức phổ thông căn bản, làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức quân sự cấp cao. Năm 1956, ông tiếp tục được chọn cùng 80 học viên khác đi học chỉ huy tham mưu tại trường quân sự nước ngoài. Nhờ ham học hỏi, ông đã tốt nghiệp hạng đầu sau 4 năm học. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự nước ngoài với thành tích loại ưu, tướng Bưng được Quân ủy Trung ương giao ngay nhiệm vụ quan trọng, tăng cường và tham mưu cho chiến trường miền Nam. Bắt đầu từ đây, cuộc đời của ông chứng kiến một bước ngoặt lớn, điển hình là những trận đánh làm phá sản các chiến lược, chiến dịch của Mỹ Ngụy, mở đường cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử sau này. Trước nguy cơ thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, tháng 3 năm 1965, Mỹ từng bước đưa lính viễn chinh Mỹ và đồng minh vào miền Nam Việt Nam để thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ với cường độ chiến tranh chưa từng có. Cục diện chiến tranh đã thay đổi. Cũng trong năm 1965, Trung ương Cục đã cho thành lập hai sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên ở chiến trường miền Nam, đó là sư đoàn 9 và sư đoàn 5. Lúc này, tướng Bưng được điều qua làm trung đoàn trưởng trung đoàn 5 trực thuộc sư đoàn 5. Với quân số trung đoàn, hầu hết là các chiến sĩ đến từ vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, không quen với khí hậu và môi trường rừng miền Đông. Sốt rét vẫn là kẻ thù đầu tiên của trung đoàn 5. Ông phải xây dựng trung đoàn bằng cả kinh nghiệm của mình. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng được giao nhiệm vụ làm trưởng phòng tác chiến chiến dịch. Trước trận đánh lịch sử này, tướng Bưng đã trực tiếp lãnh đạo một trong những trận đánh chiến lược vào giải phóng Lộc Ninh. Trong vai trò là tư lệnh sư đoàn 9, những thắng lợi liên tiếp đã làm thay đổi cục diện chiến trường miền Đông Nam Bộ, góp phần buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo nên lợi thế chiến lược góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử của quân và dân ta vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ tham gia chỉ huy chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, lần lượt giữ cương vị tư lệnh mặt trận tiền phương quân khu 7, tư lệnh mặt trận 979, tư lệnh chiến dịch. Năm 1988, ông về nước giữ cương vị tư lệnh quân khu 7, được phong quân hàm trung tướng và được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6. Sau đó, ông được giao nhiệm vụ giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7. Về nghỉ hưu, ông vẫn không ngừng làm việc, cống hiến. Ông tham gia xây dựng, biên soạn nhiều công trình khoa học có giá trị về lịch sử kháng chiến Nam Bộ. Tướng Bưng khẳng định, nghĩ lại cuộc đời mình, có lẽ rằng suy nghĩ có hạn, nhưng nếu không có Đảng, không thể có những thành công, có những chiến thắng. Nếu chỉ có bộ đội mà không có dân, không có bà con mình nuôi bộ đội thì không biết bám trụ vào đâu mà đánh giặc. Có Đảng, có dân, ắt hẳn sẽ giành thắng lợi. Đó là minh chứng cho bài học lớn lao và nó còn nguyên giá trị dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Do tuổi cao sức yếu, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng đã qua đời vào ngày 22 tháng 1 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh hùng Nguyễn Thanh Tùng. Anh hùng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1933, dân tộc Kinh, quê ở xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Từ năm 1961 đến tháng 4 năm 1975, ông liên tục chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã chỉ huy đơn vị diệt hàng ngàn tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh khác. Đặc biệt, đêm 15 tháng 5 năm 1969, ông trực tiếp chỉ huy một tiểu đoàn đặc công tiến công mãnh liệt căn cứ Technic, diệt và làm bị thương 800 tên Mỹ, 2 sở chỉ huy lữ đoàn, phá hủy, phá hỏng 22 khẩu pháo, 96 xe quân sự, có 43 xe tăng, 8 kho vũ khí, quân trang, quân dụng. Chưa đầy một tháng sau đó, ông lại chỉ huy đơn vị đánh căn cứ Technic lần thứ 2, diệt và làm bị thương 500 tên Mỹ, phá hủy 10 máy bay, 6 khẩu pháo, 41 xe quân sự, trong đó có 21 xe tăng, 35 lô cốt, 92 nhà lính, hơn 100 hầm ngầm, 3 kho đạn. Tháng 11 năm 1971, đồng chí chỉ huy 2 tiểu đoàn đặc công đánh thiệt hại nặng căn cứ Trảng Lớn do một trung đoàn địch đóng giữ. Năm 1972, ông chỉ huy đơn vị đánh 3 trận xuất sắc, thu nhiều hiệu quả, diệt 240 tên địch, phá hủy 6 khu thông tin tại trận đánh căn cứ Bà Dơn, trận đánh tổng kho Long Bình, đốt cháy và phá hủy 15.000 tấn bom đạn, trận đánh sân bay Tiên Hòa, phá hủy được 90 máy bay. Trong tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, Nguyễn Thanh Tùng chỉ huy đơn vị đánh chiếm căn cứ Radar Phú Lâm và chi khu Tân Trào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí được tặng thưởng 5 huân chương chiến công giải phóng, 3 lần là dũng sĩ. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, ông được nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1938, mất năm 2018. Thiếu tá Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1938 tại xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh, trong một gia đình cách mạng. Mới 3 tháng tuổi, ông đã được gửi cho một người cô nuôi dưỡng để ba mẹ đi hoạt động cách mạng. Tháng 5 năm 1959, ông quyết định tham gia cách mạng. Năm 1961, ông được chuyển về đơn vị trinh sát và làm bảo vệ cho đồng chí Võ Văn Kiệt. Sau đó, ông được chuyển sang hoạt động trong ngành tình báo dưới sự huấn luyện trực tiếp của đồng chí Mười Nho. Về nguyên tắc hoạt động, các cụm tình báo phải rất tách biệt nhau, tránh tiếp xúc và các điệp viên không thể biết thủ trưởng các cụm tình báo khác của mình đang hoạt động. Tuy nhiên, tình báo Nguyễn Văn Thương lại khác. Ông được cấp trên tin cẩn đưa đi nhiều cụm tình báo và đến năm 1967 về làm trưởng mũi giao thông cụm tình báo A36. Nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển về căn cứ Trung ương Cục miền Nam R các thông tin đồng chí Ba Quốc lấy được. Đồng chí Ba Quốc đã nhập vai là sĩ quan CIA cao cấp suốt 24 năm, và nếu Nguyễn Văn Thương khi bị bắt và bị cưa chân mà khai ra thì sẽ gây tổn thất rất lớn cho cách mạng. Ấy là chưa kể đến các đồng chí khác như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Văn Tàu cũng có thể sẽ bị lộ vì anh hùng Nguyễn Văn Thương có mặt ở rất nhiều cụm tình báo chiến lược khác nhau. Những ngày đầu của trận càn Cedafon, hầu như tất thảy mọi người trong hầm đều bị chảy máu lỗ tai do sức ép của bom. Khi cây rừng bị bom đánh gãy, bắt đầu héo úa. Máy bay trực thăng bắt đầu được huy động tưới xăng rồi đến phản lực thả bom napalm đốt cháy tất cả những gì hiện hữu. Ông Thương kể, nằm dưới hầm mà nóng đến độ phồng cả da, nước tiểu cũng không còn để mà uống, đói vàng con mắt, nhưng hầu như không ai có thể chui lên mặt đất. Chỉ đến khi chúng tôi tiếp tục khoét sâu hơn nữa vào lòng đất, chui xuống thì mới không bị chết cháy. Đến ngày thứ 16 của trận càn, Mỹ bắt đầu hút nước từ sông Sài Gòn lên bơm vào địa đạo. Tôi báo cáo anh Bảy Anh thì được chỉ đạo chia khúc địa đạo, lấp kín hết các ngách và tập trung vào ngăn giữa, nơi mà cả hai đầu đều được chúng tôi bịt kín. Nhờ vậy mà thoát chết đấy. Rồi khi giặc thả khí độc vào địa đạo, tất thảy mọi người đều im lặng đắp khăn ướt, úp mặt xuống đất, nên tuy có bị chảy máu mũi nhưng không có ai bị hy sinh. Cũng may là có một luồng gió thổi vào lỗ thông hơi nên khí độc mau tản ra. Rồi ông Thương cùng với đồng đội trong cơ quan tình báo bắt đầu đi thu gom bom chưa nổ để lấy thuốc về chế mìn tự tạo. Họ dùng thùng gánh nước cắt đôi, lèn thuốc vào, cột thêm 6 trái mìn định hướng DH-10. Đêm ấy, ông Thương treo lên ngọn cây, cột mìn lên theo hướng cho nổ hất lên cao. Chiều hôm sau, một chiếc trực thăng chở đồ tiếp tế thả xuống đất. Quả mìn làm nổ tung máy bay và làm chết nhiều lính Mỹ đang nhặt đồ hộp phía dưới. Còn các quả mìn khác, đầm đội của ông Thương gài 5 quả, nổ hết 4, làm cháy 4 xe tăng. Riêng các loại mìn tự tạo cũng tiêu diệt thêm 12 xe ủi đất và xe bọc thép của giặc. Ông nhớ lại, trận đánh đáng nhớ nhất là tiêu diệt toàn bộ một trung đội Mỹ đang tập kết chuẩn bị xăm hầm. Đêm đó, tôi và hai đồng chí tình báo khác cởi trần, mình che bùn xình y như đặc công thứ thiệt, bò tiếp cận trung đội Mỹ đang ăn uống. Chúng tôi cài 3 trái mìn DH-10 ở 3 phía rồi bò lui ra. Tôi bắn thẳng một phát B-40 vào đội hình địch. Đồng đội tôi chập điện cho nổ liên tiếp mìn định hướng, làm toàn bộ lính Mỹ nằm rạp chết hết. Tôi bồi thêm một phát B-40 nữa rồi mới cùng đồng đội thu gom vũ khí, lương thực của chúng, chui xuống đất an toàn. Dù bảo toàn lực lượng, nhưng đồng bào trong vùng bị càn cũng chết rất nhiều vì bom đạn. Cụm tình báo A36 đêm đêm lại bò lên mặt đất, thu gom xác người rồi chôn cất cẩn thận. Về phía A36 cũng hy sinh 2 tình báo viên khi phục kích bắn máy bay lên thẳng. Ấy là vào một buổi chiều, khi 3 máy bay phun nước cho đám lính Mỹ tắm phía dưới, 2 đồng đội của tình báo Thương nổ súng liên hồi làm rơi máy bay, và phía dưới đống sắt vụn do máy bay rơi là gần chục xác lính Mỹ bị đè bẹp. Bọn lính sống sót phía dưới đất bắn trả bằng đại liên, khiến 2 tình báo viên tên là Thơm và Mới hy sinh. Đến ngày thứ 26 của trận càn thì ông Thương được lệnh quay về ấp chiến lược. Cấp trên lệnh, Nguyễn Văn Thương chỉ huy đưa hết toàn bộ lực lượng cách mạng trong vùng bị càn ở Nam Bến Cát, vượt sông về vùng giải phóng ở phía Bắc Củ Chi để tránh tổn thất. Công việc dọn đường, tạo ám hiệu, bố trí bến đón, dự trù thực phẩm, trinh sát để đưa 175 cán bộ của Đảng vượt sông Sài Gòn chiếm mất 1 tuần của cụm tình báo A36. Đúng giờ G, chiếc thuyền đầu tiên rời bờ sau khi cano của địch vừa chạy qua. Trên thuyền treo đầy lục bình và người chèo thả nhẹ theo con nước để sang vùng giải phóng. Cứ 6-7 lượt liên tục như vậy, ông Thường luôn có mặt trên từng chuyến qua lại để chở hết 175 cán bộ sang sông một cách êm thấm. Ông chia sẻ, giờ thì tụi Mỹ có càn tới 3 năm cũng chỉ là cày xới đất cho chúng ta trồng khoai mì sắn thôi. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, ông Nguyễn Văn Thương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 13 tháng 8 năm 2018, ông qua đời tại nhà riêng, mộ phần của ông được đặt tại Hoa viên Nghĩa Trang, Bình Dương. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, sinh năm 1953, mất năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung là một chính khách và tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang quân hàm Thượng tướng. Ông nguyên là Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, 11, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam giai đoạn 2011-2016, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị giai đoạn 2010-2011. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung sinh ngày 15 tháng 7 năm 1953 tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 8 năm 1969, ông đã tham gia du kích xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nay là phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Từ tháng 9 năm 1969 trở đi, ông là chiến sĩ, tiểu đội phó, tiểu đội trưởng, đại đội 4, đại đội phó, đội pháo, chính trị viên đại đội 3, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 7, đồng thời thăng quân hàm thiếu tướng. Tháng 4 năm 2006, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10. Năm 2008, ông thăng quân hàm trung tướng. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy cơ quan, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 năm 2011, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 5 tháng 12 năm 2011, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung. Trên đây là 5 nhân vật tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh. Bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất? Và quê bạn có những nhân vật tiêu biểu nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.